Hiện trường nơi phát hiện các thi thể đã được tháo gỡ phong tỏa các tuyến đường, trong khi cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân có thể do ngạt khí. Tới 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm xong hiện trường nơi phát hiện 6 người tử vong trong một căn nhà trên đường NG15 thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Các chốt phong tỏa hai đầu đường đã được tháo gỡ cho người dân lưu thông bình thường, lực lượng chức năng đã rút đi. Căn nhà của các nạn nhân là Salon Ngọc Lâm sau khi khám nghiệm hiện trường đã được niêm phong. Thi thể các nạn nhân đã được đưa tới cơ quan y tế để làm rõ. Theo xác minh ban đầu, danh tính 6 người xấu số gồm 2 người lớn và 4 trẻ em, gồm Lý Quốc P, 47 tuổi, Đỗ Thị T, 37 tuổi, Lý Bảo K, 7 tuổi, Lý Quốc T, 2 tuổi, Đỗ Nguyễn Mỹ L, 15 tuổi và Huỳnh Thúy D, 15 tuổi. Theo xác minh ban đầu, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, bạn làm chung cơ khí với chủ nhà Lý Quốc P là anh Nguyễn Hoài Hận, 39 tuổi, quê Kiên Giang, điện thoại cho ông PH. Không được nên đến nhà ông. Tới nơi, anh Hận gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy ai mở cửa. Các nhân chứng đập cửa vào nhà thì phát hiện 6 người chết bên trong. Theo một số người dân xung quanh, vào tối hôm trước khu vực nói trên có cúp điện nên có khả năng gia đình nạn nhân bật máy phát điện dẫn đến ngạt khí. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.